xe đạp tập thể dục Viking VK01N được nghiên cứu sản xuất dựa trên nền tảng các sản phẩm xe cùng chủng loại, được cải tiến về chất lượng, thiết kế, cho ra đời sản phẩm có tính năng nổi trội. Xe đạp tập Viking VK01N sử dụng hỗ trợ người già, người bị tai biến tập phục hồi chức năng, tăng cường sức khỏe tại nhà. Sản phẩm còn sử dụng cho phụ nữ tập sau khi sinh, trẻ em tập tăng chiều cao rất hiệu quả. Khung thép chắc chắn, thiết kế chịu lực, sơn sần cao cấp chống rỉ, thiết kế nhỏ gọn bạn có thể tập được mọi lúc, mọi nơi. Bánh xe di động giúp tạo ra năng lượng gió, giúp mát mẻ hơn, tác dụng lên toàn thân giúp đốt cháy calo hiệu quả. Viking VK01N vận hành nhẹ nhàng, êm ái, không gây chấn động đến các khớp xương, đầu gối, không phát ra tiếng ồn khi đạp ở cường độ cao. Sản phẩm chuyên dụng cho các bài tập thể dục ngay tại nhà, đặc biệt là đạp xe liên hoàn là sự lựa chọn hàng đầu của các gia đình hiện nay. Có thể điều chỉnh lực đạp nặng nhẹ của xe bằng dây phanh với rất nhiều cấp độ khác nhau, tăng cường hiệu quả tập luyện, giảm bớt thời gian tập luyện mà hiệu quả vẫn như ý muốn. Với người già, người tai biến, tập luyện đạp xe hàng ngày, chiếc xe đạp tập này giúp người tập làm quen với cảm giác vận động, tăng cường sinh dịch bôi trơn các khớp, giúp xương khớp linh hoạt hơn, làm giảm các cơn đau nhức xương khớp thường thấy ở người cao tuổi. Hơn nữa, người già tập luyện thường xuyên với xe đạp VK01N tại nhà sẽ giúp cho hệ tuần hoàn và hô hấp và bài tiết hoạt động tốt hơn, đào thải chất độc ra ngoài cơ thể, đầu óc minh mẫn hơn. Phía dưới tay cầm có đồng hồ hiển thị các thông số, quãng đường, vận tốc, thời gian, calo, nhịp tim, giúp theo dõi các thông số một cách khoa học nhất để có thể điều chỉnh hợp lý các mức tập phù hợp. Có thể điều chỉnh để cố định tay cầm, khiến tay cầm đứng yên để chuyên tâm tập luyện phần chân. Cố định tay cầm giúp đạp xe với tốc độ nhanh, hoạt động này rất tốt cho sự săn chắc của các cơ ở đùi. Một bài tập tốt cho tim mạch và phổi, đồng thời giúp lưu thông dưỡng khí, hay nói cách khác, nó sẽ giúp bạn tiêu tan cảm giác khó chịu của cơ thể. Xe đạp tập Viking VK01N là dòng xe đạp dành cho gia đình. Xe có yên nên phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi, đặc biệt trẻ em đang tuổi dậy thì tập luyện đạp xe hàng ngày làm tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể, khiến hormone tăng trưởng tiết ra nhiều hơn, giúp tăng trọng khối xương khi trưởng thành. Các bài tập đạp xe sẽ tác động trực tiếp đến các mô sụn ở khớp xương, làm giãn các dây gân, kéo dài cột sống và săn chắc cơ bắp, làm phát triển chiều cao của trẻ nhanh chóng. Đối với phụ nữ, luyện tập thể dục thường xuyên sẽ giúp người tập giảm cân hiệu quả, làm săn chắc cơ thể, săn chắc bắp chân, đùi, mông, lưng, cánh tay, hông, đặc biệt là hai bên sườn. Xe đạp tập Viking VK01N dùng tập phục hồi sau tai biến, dùng cho những bệnh nhân bị đau khớp gối, cần phục hồi sau tai nạn, đạp xe tốt cho những người bị bệnh tiểu đường. Xe đạp tập Viking VK01N là dòng xe đạp tập thể dục giá rẻ nhưng mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe người tập. Xe đạp tập VK01N chắc chắn là sự lựa chọn lý tưởng cho bạn và gia đình. Liên hệ ngay số điện thoại 0948 892 678 để được tư vấn và có giá tốt nhất.